Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để cài cái mặt đồng hồ trên app Clockology có Dynamic Island như thế này. Rồi, đây là lúc trước mình cũng có làm cái video hướng dẫn cài những cái mặt này rồi, nhưng mà nó chưa có cái giao diện này ha. Với lại bây giờ nó có một số thay đổi khá nhiều. Mình sẽ làm lại từ đầu để cho những bạn mà chưa biết cài thì sẽ cập nhật lại luôn. Rồi, để mình xóa cái này đi, mình sẽ làm lại ha. Rồi, đầu tiên các bạn tải app Clockology ở trên App Store. Đây, app này nha các bạn, Clockology. Thì mình có viết ra website, ở trên web mình có viết chi tiết hướng dẫn rồi, nhưng mà mình vẫn làm một video để cho nó cụ thể hơn. Thì các bạn có thể vào trang alavender.com rồi bấm vào cái mục ở trên này nè. Các bạn vào tin tức, nó sẽ có một cái là cái link này, các bạn bấm vào ha. Đó, cài mặt đồng hồ. Thì mình đã viết rất là chi tiết ở trong này rồi, kèm theo những cái link, cái file để các bạn có thể copy, các bạn tải về á. Cái file mặt đó, mặt này mặt kia để các bạn tải về. Đó, cái link để tải app mình cũng để lên, các bạn vô các bạn bấm vào là nó tự chuyển qua bên App Store, các bạn tải luôn ha. Rồi, sau khi các bạn tải cái app Clockology về thì nó trên đồng hồ, trên điện thoại nó sẽ như thế này, nó có cái app này ha. Đó, rồi các bạn mở cái ứng dụng Watch lên, các bạn tìm tới, các bạn nếu mà nó chưa cài vào đây thì các bạn bấm Install để nó cài lên, bấm cài đặt để cho nó cài cái app này lên như thế này nha các bạn. Sau khi các bạn cài lên rồi thì nó sẽ xuất hiện ở trong đồng hồ của các bạn luôn. Thì các bạn mở lên như thế này nè. Đó, các bạn tìm thấy cái app đó, các bạn mở lên. Khi bạn mở đầu tiên nó sẽ có cái phần hướng dẫn. Đó, nó sẽ có cái phần chào mừng nè. Chào mừng đến với Clockology nè. Và các bạn vuốt qua đây, nó sẽ có những cái hướng dẫn cho các bạn trở về mặt đồng hồ sau 1 tiếng nè. Ví dụ là giữ mặt đồng hồ lâu hơn đó, nó hướng dẫn cho các bạn là vào cài đặt chung đó, chọn vào cái phần là trở về mặt đồng hồ là chọn sau 1 tiếng thì để giữ lâu hơn. Tiếp theo các bạn vuốt qua, nó sẽ chỉ các bạn là cái biểu tượng này để cho các bạn bấm cài nè. Đó, khi tải cái mặt về rồi thì cái chỗ này là cái chỗ biểu tượng bấm cài nha các bạn. Nó sẽ khác với lại cái lúc trước mình báo ha. Rồi, mấy cái này mình sẽ không nói nhiều để tránh mất thời gian. Các bạn có thể tìm hiểu sau ha. Rồi, ok. Thì các bạn để cài cái mặt này á, mình đã chèn được những cái link này vào đây. Ví dụ nha, các bạn sẽ copy một link nào đó để mình xem coi. Tại chỗ này là mình đã, cái giao diện này mình đang ví dụ mình lấy mặt gold đi, mình sẽ copy vào cái mặt gold nè. Các bạn copy hết cái link này, bấm copy. Sau đó các bạn mở bằng trình duyệt Safari nha. Safari là cái này nè. Mở Safari lên, bấm dấu cộng, rồi các bạn dán cái link mà các bạn đã copy về. Đó, nó sẽ ra như thế này. Rồi, tiếp theo các bạn bấm vào mũi tên để tải thì nó sẽ hiện download. Đó, các bạn bấm để tải xuống. Sau khi các bạn tải thì nó sẽ nằm ở đây nè. Các bạn nhìn mũi tên màu xanh nó đang chạy, các bạn thấy không? Rồi, tải xong là nó lên mũi tên xanh. Bấm vào đó, các bạn sẽ nhìn thấy có cái vòng tròn đỏ, dấu chấm, có chỗ download nha. Tiếng Việt nó là tải xuống á, tải về á. Bấm vô. Rồi, cái mặt này là mặt gold ha. Rồi mình sẽ mở cái này lên, thì nó hiện như vậy để cho các bạn cài. Nhưng các bạn sẽ phải mở cái app Clockology lên nha. Trên Watch á, trên Watch các bạn mở app Clockology lên giùm mình. Xin lỗi các bạn vì mình tự để điện thoại mình tự quay nó hơi khó chứ. Bấm mở nó lên để nó phải sáng như thế này nè. Thì lúc đó các bạn sẽ bấm vào cái mũi tên này, các bạn đồng bộ nè. Cái mặt kia là mình đã cài trước này, bây giờ mình sẽ cài cái mặt gold nè. Thì các bạn bấm nó sẽ đổi qua màu xám, nó chạy xong nó sẽ hiện lên vàng lại. Rồi nó vàng lại là xong rồi đó các bạn. Chờ xíu là nó sẽ xuất hiện bên này, hoặc là các bạn có thể vuốt qua vuốt lại. Đó, nè nó màu vàng rồi nè. Đó, đổi, mình đã vừa cài cái mặt gold rồi. Thì các bạn lưu ý giùm mình là cái phần nhiệt độ này thì các bạn cần phải cài trên Clockology Plus, tức là các bạn phải tốn phí. Còn nếu mà các bạn không tốn phí thì nó chỉ hiện như này thôi, nó vẫn hiện được giờ và pin của đồng hồ, giờ đúng luôn nha, ngày đúng luôn ha.
nhưng mà nó không hiện cái phần thời tiết này. Cái phần edit này là cái phần chỉnh sửa đó, bạn bấm vô cái đó là các bạn, nó sẽ cho bạn chỉnh sửa nè, ví dụ layer đổi nền gì đó, đổi màu nè, kim nè đó, icon pin hay là gì đó. Rồi các bạn để ý là nó có ba cái ổ khóa, là cái phần weather là thời tiết, thì các bạn cần phải là bấm plus, các bạn muốn mở khóa để cài á mấy cái phần nhiệt độ và phần thời tiết á, ví dụ như là thời tiết nhiệt độ bấm vào thì nó sẽ có cái clockology plus, thì các bạn buộc phải là đăng ký mua cái gói này là thành viên, tức là 75.000 một tháng member nè, member của clockology thì 75.000 một tháng thì bạn sẽ sử dụng được, hoặc là một năm 629.000. nhưng mà mấy cái này mình nghĩ là nó chỉ vui thôi, cho nên là cái mặt nào miễn phí thì các bạn cứ sử dụng miễn phí, nó khá là nhiều đó, rất là nhiều mặt. Rồi, nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn lưu ý là khi mà các bạn cài lần đầu tiên, các bạn mở cái app Clockology này trên cái đồng hồ, mà các bạn gặp cái mũi thay, cái mũi tên chéo qua chéo lại mà chưa hiện cái mặt này á, thì các bạn tap vào nó để cho nó ra cái mặt này, hoặc là ra bất kỳ mặt nào khác, nó mất cái phần mũi tên nó thì các bạn sẽ đồng bộ lại được ha. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Rồi, ok, xin cảm ơn các bạn.